Để trở lại chương trình thì nãy giờ là Kim Phượng với Kiều Khanh là coi như là tội nghiệp Kim Phượng là coi như là non top, cứ trả lời quý vị ơi. Nhưng mà thật sự ra quý vị là mấy bữa nay á, thời tiết rất là nóng đúng không Kim Phượng? Mà khi mà thời tiết nóng như vậy đó, thì nếu những cái người mà khi người ta đi ra ngoài đường mà người ta không có chịu bỏ kem chống nắng lên, thì Kiều Khanh đố Kim Phượng nếu như không bỏ kem chống nắng lên thì cái điều xảy ra với da của họ là bị cái gì? Là bị cháy nắng đó Kiều Khanh. Mà cái tia sáng mặt trời là kẻ thù của sắc đẹp, thì khi mà bị cháy nắng như vậy đó thì nó sẽ phá hoại như là dưới cái vùng mắt của mình nè, vùng mắt của mình right here có những cái mạch máu nó rất là mỏng, nó sẽ làm hư cái mạch máu đó, thì mình mới thấy cái vùng dưới này nè nó rất là thâm, hoặc là nó go through cái làn da của mình, nó phá đi cái collagen production. Collagen là làm cho da mình căng thì da mình sẽ nhăn, hoặc là nó tàn phá cái melanin. Và cái melanin thì nó làm cho da mình đen đi đó quý vị. Cho nên đó là quý vị biết rằng là khi mà bị nám rồi rất là khó chữa, cho nên lúc nào cũng vậy, cho dù trời nắng hay là trời không nắng, quý vị lúc nào cũng phải bỏ kem chống nắng lên cái da quý vị để mà mình dưỡng. Thứ hai nữa là mình ngăn ngừa, giống như Kim Phượng đã nói là ngăn ngừa lúc nào là cũng tốt hơn là chữa trị hết. Mà chữa trị nám thì cũng rất là mắc tiền. Cho nên Kiều Khanh, Kim Phượng ngày hôm nay sẽ giới thiệu quý vị một cái sản phẩm của Nhật gọi là Fellucin. Quý vị, là một dòng sản phẩm kem dưỡng đặc trị nám và làm sáng da với công thức giúp kiềm sự hãm sản sinh melanin từ sâu bên dưới da, đồng thời giữ ấm giúp da luôn căng mịn. Thì cái bộ sản phẩm này đó gồm bao gồm cái washing cream nè, cái toner hoặc là day cream white. Cái bộ này nó có chứa kem chống nắng mà SPF 40 lận Kiều Khanh. Wow. Và nó có night cream. Thì Kim Phượng thích cái bộ này là bởi vì trong quá khứ đó, khi mà mình bị nám, Kiều Khanh biết không, có nhiều khi mình đi bác sĩ thì bác sĩ cho mình những cái toa thuốc mà nó có cái kem để tẩy da. Nhưng mà khổ một cái, những cái kem tẩy da này nếu mà mình đi ra ngoài mà gặp nắng nữa thì mình còn bị nám nặng hơn. Đúng rồi. Mà trong cái bộ kem này đó, thì khi mà nó là sản phẩm của Nhật, thì Nhật là những người Nhật, người ta họ có một cái làn da Á Đông rất hợp với Việt Nam của mình, mà Kim Phượng thấy nó nhẹ nhưng mà nó có cái độ tẩy, mà nó có kem chống nắng trong đó nữa thì mình không có bị nám hơn. Cho nên quý vị biết rằng là khi mà mình dùng cái chỉ còn có 1-2 ngày nữa thôi, Kiều Khanh tin rằng là bắt đầu nó qua cái mùa thu, thì cái lúc này là cái lúc mình có thể người nào mà cảm thấy là mặt mình bị nám quá rồi thì lúc này là Kiều Khanh nghĩ rằng là quý vị có thể làm cái mà chemical peel. Rồi khi mà quý vị làm chemical peel rồi đó, quý vị mua những cái sản phẩm Nhật như thế này, giống như Kiều Khanh vừa nói là nó chuyên môn trị nám và nó làm cho sáng da để mình bảo vệ cái làn da. Tại vì khi mình làm cái chemical peel đó thì nó sẽ lột cái da của mình. Thì lúc mà mình lột cái da của mình đó thì cái da của mình nó rất là nhạy cảm, rất là non. Thì mình cần những cái loại chất mà nó làm cho sáng da, nó làm cho cái da của mình nó săn chắc mà nó sáng hơn, nó để giữ cái độ như vậy đó. Thì Kiều Khanh nghĩ là đây là một cái kem mà nó giúp cho những người nào mà có dự định mà chúng ta muốn đi sắp sửa tới đây muốn đi làm chemical peel, hoặc là những người bị nám mà quý vị biết rằng là mình muốn cho nó sáng cái mặt mình. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị bỏ cái make up ra, tự nhiên quý vị thấy trên cái mặt quý vị có một cái vết nám như vậy, mình rất là khó chịu đúng không Kim Phượng? Cho nên á, đây là một cái loại kem mà của Nhật hoàn toàn quý vị. Quý vị bôi vào đó thì quý vị sẽ thấy một cái hiệu quả rằng là cái vết nám của quý vị nó sẽ mờ đi và cái da của quý vị nó sẽ sáng ra. Nó sẽ là khi mà da mình nó sáng ra thì dĩ nhiên nó sẽ làm cho mình trẻ ra rất là nhiều. Đúng rồi. Và Kiều Khanh có biết khi mà những cái mùa, những cái ngày như thế này mà nóng lực như vậy, mình hay chảy mồ hôi, thì Kim Phượng không có thích là mình bôi cái môi son mà nó dày quá Kiều Khanh ạ. Kim Phượng thích mình dùng những cái son gió hoặc son bóng, bởi vì cái màu nó đẹp nhưng mà nó không có cái độ dày, nhìn nó trong trong, nó làm cho cái môi mình nó ửng lên mà rất tự nhiên. Thì hiện đây Kiều Khanh có cái gọi là One Touch Lipstick, phải không Kiều Khanh? Đúng vậy, như cái kỳ trước Kiều Khanh, Kim Phượng đã từng giới thiệu quý vị cái sản phẩm là One Touch Lipstick, là nó cái này nó hay một điều là Kiều Khanh thích là nó rất là dễ dàng cho người phụ nữ chúng ta mang đi trong cái purse, là trong cái bóp của mình, đi đâu cũng tiện lợi, tại vì nó nhỏ quý vị. Và thứ hai nữa, đồng thời mình có những cái bữa tiệc, những cái
cái event, những cái đám cưới, nhiều khi mà cô dâu chú rể chưa kịp tới bàn, mình đã ăn rồi thì mất cái son đúng không? Mà khi mình muốn chụp hình kỷ niệm thì mình muốn lúc nào cái mặt mình nó cũng đẹp hết, thì lúc đó mình lại đi vô trong restroom để mình đánh son, thì cái đó nó lại mất cái thời gian. Mình có nhiều khi mình đi vô trong đó mình trở lại thì người ta đã đến chào bàn mình rồi, thì mình lại mất cơ hội chụp hình nữa. Cho nên đây là một cái dịp mà Kiều Khanh nghĩ rằng là cái cây này nó rất là tiện cho mình, khi mình có thể mình ngồi ở cái chỗ cái bàn đó, mình có thể mình kéo lên, tại vì nó rất là nhỏ thì mình có thể mình đánh một chút xíu lên để cho cái môi mình nó ửng hồng lên, thì mà đây là một cái rất là hay. Kim Phượng thích là ở đây nó có ba màu rất dễ thương, một màu là màu hồng cánh sen nè, màu hồng cam hoặc màu hồng đỏ, và nó có màu sắc tự nhiên low fi và sometime nó có thể giữ được nguyên ngày, Kiều Khanh ơi. Tại vì Kiều Khanh biết cái loại mà những cái loại mà cái son như vậy thì nó giữ rất là lâu. Cho dù mà Kim Phượng có ăn mà có ăn lobster đi chăng nữa hoặc là ăn cua hoặc là ăn những cái món mà mình có thể mình dùng bằng lip của mình nó dính vô đấy thì cái này nó cũng sẽ không có bị phai đi quý vị. Cho nên quý vị nào chưa một lần thử qua thì quý vị hãy gọi cho SET Home Shopping với số phone là 1877-620-7467, 1877-620-7467 để order sản phẩm Fellution cũng như là kem cái lipstick. One ngoài ra lipstick đó thì Kiều Khanh cũng muốn giới thiệu quý vị cái loại mà Jupiter Volume Mascara quý vị. Tại vì thực sự là cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thí dụ bây giờ mình không có làm cái gì đi chăng nữa mà không có dùng eyeshadow, nhưng tự nhiên mình kẹp cái lông mi mình lên, cái mình đánh một cái mascara lên, tự nhiên cặp mắt của mình nó trở nên lung linh liền. Thì nó trở nên nó đẹp liền, nó làm mắt mình nó to liền quý vị. Cho nên mascara trong cái kim, trong cái phần make up á, thì mascara nó đứng vị trí cũng rất là quan trọng. Tại vì nếu mà quý vị biết là những cái khi cái có những người mà lông mi họ xanh ra, cái nó bị thẳng ra đó Kim Phượng, cái tự nhiên nó làm cho cái mắt của mình nó nhỏ lại. Nhưng mà khi mình dùng một cái mascara, mình kẹp lông mi cho nó cong lên, mình đánh mascara thì tự nhiên nó sẽ làm cho mắt của mình nó có cái độ mắt lông mi của mình nó độ dày lên, thì tự động nó sẽ làm cho cái mắt của mình nó đẹp hơn. Thật sự cái Jupiter Volume Mascara này nó có một cái điều hay Kiều Khanh, là nó làm cho lông mi mình dày hơn và nó là waterproof, có nghĩa là khi mà bỏ nước vào nó không trôi. Kim Phượng nghĩ là rất thích hợp cho cô dâu trong ngày cưới, tại vì đúng ai rồi mà không khóc phải không Kiều Khanh? Đúng rồi. Hoặc là thích hợp cho những quý vị mà mình hay tập thể thao, đi bơi, đánh golf như Kiều Khanh nè, mồ hôi chảy ra nhưng mà mắt thì vẫn không nhòe mà vẫn long lanh nhìn chàng như thường phải không? Đúng đúng vậy. Rồi ngoài ra đó, Kiều Khanh và Kim Phượng cũng xin giới thiệu quý vị cái loại chì kẽ mắt eyeliner, là nó để sử dụng có khả năng chống nước, cũng là waterproof luôn quý vị. Cho nên nó khi mà nói chung là nếu như mình muốn có một cái cặp mắt to, nhất là những người mà sinh ra không được hai mí, đúng không? Nếu mình muốn cho mắt mình to mà nó bự như hai mí thì eyeliner là một trong những cái mà nó giúp cho quý vị, cái mắt của quý vị nó trở nên to, thật là to. Kiều Khanh rất là thích khi mà một cái người mà mắt một mí mà tự nhiên họ kẻ một cái đường đen lên á, tự nhiên thấy cái mắt của họ giống như người Nhật, cho nên làm nhìn rất là hay, đúng mà không, nhìn Kim nó Phương? Có duyên mà nó very exotic. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên á, là Kiều Khanh muốn giới thiệu quý vị cái loại này là nó có waterproof luôn, cho nên cho dù quý vị có đi nắng đi chăng nữa, hoặc là quý vị có khóc, hoặc là người yêu có chọc giận quý vị có khóc đi nữa, thì mắt nó không có lem lốt quý vị ơi, nó vẫn còn đẹp như thế, vẫn đẹp như thế ha. Hoặc là mình có cái kem lót trang điểm là foundation phải Kiều Khanh? Đúng thì rồi. Cái loại kem này là nó giúp che đi các khuyết điểm trên da mặt và nó làm cho cái make up của mình giữ được lâu hơn. Thì Kiều Khanh thấy cái loại kem này nó có mấy màu vậy Kiều Khanh? Nó chỉ có một cái thôi, cái này đó nó là cái base thôi nha Kim Phượng, chứ nó không phải là cái foundation. Thí dụ bây giờ quý vị, thí dụ đi, có nhiều người đó họ cái da của họ nó không có even, tức là nó không có đều màu, thì cái loại này là mình đánh cái B trước để khi mình đánh kem vô á thì nó sẽ làm cho đều màu đi và nó sẽ giữ cái kem của mình không có bị chảy. Cho nên cái base đó, khi mà mình đánh trong cái foundation thì nếu mà quý vị muốn có một cái mịn, mà cái da của mình nó mịn á, thì cái này á, là nó gọi là makeup base moisturizer, tức là nó sẽ giúp cho giữ cái phần makeup của mình nó giữ lâu hơn, nó sẽ làm cho cái da của mình nó mịn hơn, chứ không phải là foundation. Cho nên nó là nó không, nó chỉ có một màu thôi.
Nếu vậy thì bây giờ nếu mà các quý vị mà mua những cái sản phẩm như vậy hôm nay thì trong tháng này có những cái special gì không Kiều Khanh? Thì như Kiều Khanh được biết là Don Gibi đó là gift set đó quý vị, đã từng Kiều Khanh và Kim Phượng đã giới thiệu đó, thì sẽ được 20% off cũng như là lipstick luôn. Rồi Ebony thì cũng được 20% off. Rồi Đông Trùng Hạ Thảo thì 10% off. Rồi mua Đông Trùng Hạ Thảo thì 10% off. Mua 2 Đông Trùng Hạ Thảo 60 viên thì được tặng 1 Đông Trùng Hạ Thảo 30 viên. Wow. Rồi Kaiko Full Cordon đó thì được 15% off. Rồi Kai cộng với lại Kaiko Collagen đó retail là 50 đồng. Cho nên đây là một cơ hội cho quý vị nhanh tay gọi cho SCT Home Shopping để order những cái sản phẩm mà Kiều Khanh và Kim Phượng vừa nói. Kính thưa quý vị, Kiều Khanh nhận rất là nhiều cú phone vô để mà tra tấn Kim Phượng, nhưng vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Và Kiều Khanh nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta có thể gọi vào trong những cái show của Kiều Khanh để mà hỏi Kim Phượng bất kỳ câu hỏi nào mà liên quan tới răng thì Kiều Khanh nghĩ Kim Phượng không có mai để trả lời quý vị. Trước khi chấm dứt thì Kiều Khanh mời Kim Phượng. Kim Phượng xin kính chào quý khán giả của đài SBTN, mến chúc quý vị một buổi tối thật vui tươi bên gia đình và người thân. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức Khỏe và Thẩm Mỹ do Kiều Khanh và Kim Phượng, và hẹn lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chúc quý vị một weekend thật là vui tươi bên người thân và gia đình. Xin tạm biệt. Little Sài Gòn Home Shopping giới thiệu bộ gift set dưỡng da bằng nhân sâm gồm 2 chai Subtainer and Emotion, được tặng kèm với bộ gift set 5 chai nhỏ từ hãng kem nhân sâm nổi tiếng của Hàn Quốc John Jin Bi. Khi mua bộ gift set John Jin Bi, quý vị sẽ được tặng chai sữa rửa mặt Hàn Quốc. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-877-620-7467, 1-877-620-7467.